Các con học sinh lớp 4 lớp 5 trên cả nước yêu quý. Ở buổi ghi hình trước, cô Ngọc Lan đã hướng dẫn các con chuyên đề nước chảy vào bể. Với ví dụ đầu tiên đó là bài tập số 1. Bài học này của chúng mình còn được nâng cao hơn nữa với nhiều vòi nước cùng chảy vào bể và có những vòi lại tháo ra, vậy thì chúng mình làm như thế nào? Tuliha và cô Ngọc Lan mời các con xem tiếp. Ví dụ 2 đó là bài toán số 2 trong chuyên đề nước chảy vào bể. Bài toán số 2 của chúng mình sẽ có nội dung như thế nào? Các con cùng lắng nghe với cô Ngọc Lan nhé. Bài 2 Ở một cái bể có hai vòi A và B chảy vào. Vòi C tháo nước ra. Một mình vòi A chảy đầy bể sau 6 giờ. Một mình vòi B chảy đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước mở vòi C thì sau 3 giờ bể cạn. Giả sử bể không có nước, mở 3 vòi cùng một lúc, hỏi sau bao lâu bể đầy nước. Các con cùng nghe lại lần 2. Ở một cái bể nước có hai vòi A và B chảy vào. Vòi C tháo ra. Một mình vòi A chảy vào đầy bể sau 6 giờ. Một mình vòi B chảy vào đầy bể sau 5 giờ. Nếu bể đầy nước, mở vòi C thì 3 giờ bể cạn. Giả sử bể không có nước, mở ba vòi cùng một lúc thì sau bao lâu đầy bể ở bài 1 thì chúng mình chỉ có hai vòi nước vòi một thì tháo ra vòi hai thì à, vòi một thì chảy vào và vòi hai thì tháo ra còn trong bài này thì chúng mình tới 3 vòi nước xuất hiện trong đó có hai vòi nước thì chảy vào một vòi nước thì lại tháo ra vậy trong bao lâu cái bể nước đấy sẽ đầy nếu mà mình mở cả ba vòi là một yêu cầu mà cô trò mình phải tìm ra. Rõ ràng với bài này các con thấy nó sẽ khó hơn ở bài trước một chút. Vậy nó khó hơn ở chỗ nào? Cô trò mình phải phân tích đã. Chúng ta cùng nhau tóm tắt xem bài toán số 2 họ cho chúng mình những dữ kiện nào và họ yêu cầu chúng mình đi tìm điều gì. Chúng mình cùng quan sát tóm tắt với cô nhé. Bài toán cho biết một bể nước có ba vòi đây chính là vòi a đây là vòi b và đây là vòi c vòi a chính là vòi nước chảy vào vòi b cũng là vòi nước chảy vào chỉ có riêng vòi c này đó là vòi tháo ra vậy thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu lần lượt dữ kiện thứ nhất Bài toán cho biết vòi A chảy vào để đầy cái bể nước này, các con xem sẽ hết mấy giờ nào? Vòi A cô cho chảy vào nhé. Để đầy cái bể nước này thì nó phải mất 6 giờ nó mới đầy bể. Thế bây giờ còn vòi B thì sao? Các con cùng quan sát đến vòi B. Vòi B cũng là vòi chảy vào. Vậy vòi B chảy vào trong bao lâu thì đầy bể? Vòi B chảy vào đầy bể trong 5 giờ. Như vậy vòi B này chảy một mình thì 5 giờ sẽ đầy bể. Vòi C thì sao? Hai vòi này thì người ta chảy vào, nhưng vào vòi C thì lại tháo ra. Vậy ta sẽ có vòi C tháo ra. Đây, vòi C tháo ra trong bao lâu thì cái bể này cạn? vòi C tháo ra trong 3 giờ thì cạn bể. Đây, trong 3 giờ thì vòi B tháo ra sẽ cạn cả cái bể nước này. Như vậy thì mỗi một vòi có lượng chảy khác nhau. Vòi A và vòi B thì chảy vào, vòi C thì lại tháo nước ra. Bây giờ bài người ta cho chúng mình đủ 3 dữ kiện rồi này. Vòi A chảy vào 6 giờ đấy bể. Vòi B chảy vào 5 giờ đây bể vòi c tháo ra 3 giờ thì bể sẽ cạn bài toán hỏi chúng mình điều gì bài toán hỏi là giả sử cái bể này không có nước bây giờ mở cả ba vòi cùng một lúc thì sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể tức là bao nhiêu giờ sẽ đầy bể đây chính là câu hỏi nếu ta mở liền cả ba vòi này cùng một lúc thì sau bao nhiêu lâu cái bể nước này sẽ đầy bể? Chính là câu hỏi cuối cùng của bài Mở cả ba vòi sau hỏi chấm giờ thì đầy bể Các con đã nắm được nội dung của bài chưa? Cô phân tích rất là kỹ càng rồi đấy Tóm tắt các con cũng nắm được rồi đấy Vậy thì bây giờ cô trò chúng mình lại cùng nhau giải phần bài tập này nhé Chúng mình sẽ cùng quan sát phần giải nào Trước tiên vào phần giải thì cô nhắc lại phần tóm tắt một lần nữa Vòi A chảy vào sau 6 giờ thì đầy bể Vòi B chảy vào sau 5 giờ thì đầy bể Và vòi C thì tháo ra trong 3 giờ thì cạn bể Bây giờ mở cả ba vòi cùng một lúc với điều kiện là bể không có nước thì sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể chúng mình cùng nhau giải với cô ở buổi trước thì cô Ngọc Lan đã hướng dẫn các con là vòi một thì chảy trong một giờ được bao nhiêu đúng không vòi hai tháo ra trong một giờ được bao nhiêu thì ở bài này chúng ta cũng phải làm cái bước đó đó là các con xem tìm xem là vòi một chảy trong một giờ thì sẽ được bao nhiêu phần của bể nước chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập bài giải Chúng mình sẽ quan sát vòi số 1. Đó là vòi A. Vòi A chảy đầy cái bể nước này thì phải mất 6 giờ. Vậy thì 1 giờ nó sẽ chảy được bao nhiêu phần của bể nước? Chúng mình sẽ tìm trong 1 giờ. Vòi A chảy được. Vào bể là Tương tự như ở tiết trước là các con lấy một một ở đây là cả cái bể nước này một là cả bể nước này chia cho Chị đều cho 6 giờ thì sẽ ra 1 giờ chảy được 1 phần 6. 1 phần 6 ở đây là 1 phần 6 gì các con? Chính là 1 phần 6 bể nước. Và các con nhìn thấy đây, nếu vòi A nó chảy một mình thì trong một giờ nó chỉ chảy được 1 phần 6 của bể nước tức là nó chỉ chảy được đoạn này thôi các con ạ và cả cái bể nước này chia thành 6 phần bằng nhau thì trong một giờ vòi A chỉ chảy được 1 phần 6 bể nước xong vòi A rồi nhá bây giờ chúng mình tìm hiểu đến vòi B vòi B trong một giờ sẽ, theo các con sẽ chảy được bao nhiêu nào các bạn nào nghĩ ra chưa? Trong một giờ, vòi B chảy được. Vào bể là Bây giờ các con cùng quan sát vòi B. Bây giờ hai vòi A và vòi C thì không chảy chỉ riêng một mình vòi B thì chảy đầy bể nước trong 5 giờ. Vậy thì trong 1 giờ nó chảy được bao nhiêu phần của bể nước? Chính là câu hỏi mà chúng mình cùng phải trả lời. Đó là trong 1 giờ thì vòi B chảy được ta lấy một là cả cái bể nước này. Chia cho 5 giờ đúng không nào? Vì nó chảy đầy bể trong 5 giờ. Như vậy 1 giờ thì nó sẽ bằng 1 chia 5 bằng 1 phần 5 của bể nước. Và bây giờ thì cô có vòi B đây. Chảy trong 1 giờ thì chỉ được có 1 phần 5 của bể nước thôi. Chính là đoạn này. Là 1 phần 5 bể nước. Tại vì sao vậy? Bởi vì nếu vòi B mà chảy cả cái bể này đầy trong 5 giờ thì một giờ nó chỉ được 1 phần năm của cả cái bể nước này thôi. Các con đã tìm được vòi B rồi, tìm được vòi A rồi. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm tiếp vòi nào nào. Đó là tìm xem vòi C trong một giờ thì tháo ra được bao nhiêu phần của bể nước. Ta sẽ có trong một giờ vòi B, vòi C, cô xin lỗi. Vòi C tháo ra. Ở bể nước là. Đây, chúng mình sẽ quan sát. Vòi C tháo ra. Khi mà bể đầy nước như thế này, thì vòi C tháo cho bể cạn mất 3 giờ. Vậy thì 1 giờ nó sẽ cạn bớt đi bao nhiêu phần của bể nước? Chúng mình sẽ có phép tính cả đơn vị nguyên là cả bể chia đều cho 3 giờ thì sẽ ra 1 giờ tháo được 1 phần 3 của bể nước. Các con quan sát vào đây và xem cô tháo vòi C. Như vậy trong 1 giờ thì vòi C cô sẽ rút đi được 1 phần 3 của cái bể nước này. Vì sao vậy? Đó là để rút hết lượng nước này thì mất 3 giờ. Vậy trong 1 giờ thôi thì nó chỉ được 1 phần 3 của bể nước. Bây giờ các con đã thấy rồi nhá vòi 1 chảy trong 1 giờ được bao nhiêu? vòi 2 chảy trong 1 giờ vào được bao nhiêu và vòi thứ ba là vòi C tháo ra trong 1 giờ được bao nhiêu chúng ta đều biết rồi. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta mở cả ba vòi cùng một lúc thì theo các con trong 1 giờ cả ba vòi này cùng mở ra thì hai vòi A và B chảy vào đồng thời vòi C tháo ra thì lượng nước giữ lại trong bể này sẽ là bao nhiêu, chúng mình cùng tìm tiếp. Trong 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy một lúc thì bể nước có là theo các con thì bể nước nếu mà mở cả ba vòi cùng chảy thì nó sẽ giữ lại ở trong bể là bao nhiêu nước có tìm được không các con chính là mình lấy lượng nước của vòi thứ nhất chảy trong 1 giờ là 1 phần 6. Đấy là nước chảy vào 1 phần 6 bể nước. Cộng với vòi B chảy vào trong 1 giờ là 1 phần 5 bể nước. Hai vòi này chảy vào cho nên ta cộng. Thế còn một vòi thứ ba đó là vòi C thì chảy ra, tháo ra. Chúng ta phải thực hiện phép tính trừ. Ta trừ đi 1 phần 3. Như vậy cùng một lúc thì hai vòi chảy vào thì lượng nước sẽ giữ lại trong bể và nó lại tháo đi mất 1 phần 3 bể nước. Như vậy thì trong một giờ cả ba vòi cùng chảy thì lượng nước sẽ giữ lại. Ở đây cô sẽ quy đồng mẫu số chung là 30. Như vậy thì cô sẽ được 1 phần 30 của bể nước. Như vậy nếu trong một giờ cả ba vòi cùng mở một lúc thì cô chỉ thu được một lượng nước giữ lại trong bể. Đây các con cùng quan sát cả ba vòi cùng chảy một lúc thì sau một giờ lượng nước ở trong bể chỉ giữ lại được 1 phần 30 bể nước. Và đến đây thì các con lại thấy chúng mình đưa về bài toán rút về đơn vị rồi chúng mình lại có giống như ở Ví dụ trước cô hướng dẫn các con đó là 1 phần 30 của bể thì chảy trong là 1 giờ. Bây giờ cả bể tức là một đơn vị nguyên thì chảy trong bao nhiêu giờ? các con có dễ dàng lại dựa vào bài toán rút về đơn vị để chúng mình làm không? Chúng mình sẽ lấy lượng nước của cả bể chia cho lượng nước cho có trong 1 giờ. Ta là sẽ lấy 1 chia cho 1 phần 30 và ta dễ dàng tìm được là bể không có nước mở cả ba vòi cùng lúc thì thời gian chảy để đầy bể là thì thời gian Trời. Đây. Bể nước là Cô lấy 1 đơn vị nguyên tức là cả bể nước. Cô chia cho lượng nước chảy trong 1 giờ là 1/30 và cô dễ dàng có kết quả là 30 giờ. Và bài toán của chúng mình đã được thực hiện. Cô đáp số. Ba mươi giờ. và cô đã trả lời câu hỏi cho các con giúp các con. Đó là nếu vở ba vòi khi bể không có tí nước nào, mở cả vòi A, vòi B và tháo vòi C thì để đầy cái bể nước này, chúng ta cần chảy trong 30 giờ. Bài toán đã được cô giáo trả lời rồi đấy. Các con cùng nghe lại cách cô hướng dẫn giải nhé. Bài giải trong 1 giờ vòi A chảy được vào bể nước là 1 chia 6 bằng 1 phần 6 bể nước. Trong 1 giờ vòi B chảy được vào bể là 1 chia 5 bằng 1 phần 5 bể nước. Trong 1 giờ vòi C tháo ra ở bể nước là 1 chia 3 bằng 1 phần 3 bể nước. Trong 1 giờ cả 3 vòi cùng chảy một lúc thì bể nước sẽ có là 1 phần 6 là vòi A, cộng lượng nước 1 phần 5 là vòi B, nhưng phải trừ lượng nước tháo ra ở vòi C là 1 phần 3, thì lượng nước còn lại trong 1 giờ chỉ có 1 phần 30 của bể nước. Đến đây cô tìm được rồi, bể không có nước, mở cả 3 vòi cùng một lúc, thì thời gian chảy đầy bể nước là 1 chia cho 1 phần 30 bằng 30 giờ. Đáp số 30 giờ. Các con thấy đấy, bài toán của chúng mình đơn giản, nước chảy vào và bể đã được thực hiện rồi. Các con thấy có khó không? Hoàn toàn là không khó. Nếu các con chú ý nghe bài giảng của cô, nghe hướng dẫn của cô và nghe cả cách cô phân tích, trình bày, các con sẽ hình dung ra bài toán hoàn toàn dễ dàng. Cô Ngọc Lan đã hướng dẫn các con hoàn thành bài tập số 2 của chuyên đề nước chảy vào bể. Đây là một chuyên đề cũng gần giống với chuyên đề công việc chung mà các con sẽ phải thực hiện. Chuyên đề công việc chung nó sẽ tương tự như chuyên đề vòi nước chảy. Chuyên đề ấy sẽ được học như thế nào? Cô Ngọc Lan sẽ hy vọng được chia sẻ và đồng hành cùng với các con ở những buổi giảng tiếp theo cô ngọc lan xin chào các con chúc các con và các quý vị phụ huynh có những ngày nghỉ ngày học tập ngày làm việc vui chơi thật là khỏe mạnh hạnh phúc tạm biệt các con hẹn gặp lại các con vào buổi sáng lần sau